6 cách đơn giản hóa cuộc sống. Đơn giản hóa cuộc sống không hề phức tạp như chúng ta nghĩ. Việc tạo ra không gian sống yên tĩnh hơn và cân bằng hơn đem đến cho bạn vô vàn lợi ích, và tiến hành từng bước nhỏ là cách tốt nhất để thực hiện hóa việc này. Việc bỏ những thứ không cần thiết, sắp xếp lại những thứ bạn có, đơn giản hóa các mối quan hệ, học cách sống chậm lại và trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất có thể giúp bạn cảm thấy bình thản hơn. Bạn luôn có thể bắt đầu thay đổi ngay từ hôm nay. 1. Ăn. Có gì, ăn nấy. Thời gian chẳng có nhiều, mà lại không thể đơn giản hóa. Chuyện ăn uống sẽ khiến bạn vô cùng mệt mỏi, nhất là vào dịp những ngày lễ Tết. Đây là quãng thời gian của niềm vui và kỷ niệm, nhưng đó cũng là quãng thời gian căng thẳng. Trên thực tế, theo một cuộc thăm dò trên website, gần 90% số người được hỏi cho rằng cả kỳ nghỉ họ đều cảm thấy căng thẳng. Phần lớn sự căng thẳng trong kỳ nghỉ này dẫn đến do việc cố gắng tạo ra những bữa ăn hoàn hảo như tranh vẽ. Phần quan trọng nhất của một kỳ nghỉ lễ chính là sự nghỉ ngơi, thư giãn cùng đại gia đình. Và chúng ta có thể đơn giản hóa các món ăn. Thứ nhất, lên kế hoạch trước. Nếu bạn quyết định nấu món gì sớm, hãy chuẩn bị sẵn tất cả nguyên liệu và nấu một số bữa ăn trước thời hạn. Bạn có thể tiết kiệm cho mình rất nhiều căng thẳng. Ngoài ra, dọn dẹp nhà trước một tuần sẽ giải phóng bạn để tập trung vào việc chuẩn bị bữa ăn và giảm áp lực khi ngày trọng đại đến gần. Thứ hai, đơn giản hóa việc nấu ăn. Thứ ba, cắt giảm thực phẩm. Thứ tư, hãy để người khác giúp đỡ. Thay vì dành cả ngày nghỉ để lưu húi trong bếp, chuẩn bị những bữa ăn quá thịnh soạn và cầu kỳ, bạn chỉ cần chuẩn bị những món đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, và thời gian còn lại bên gia đình tạo không khí ấm cúng, vui vẻ. 2. Mặc. Mình thích là được. Vì sao mỗi chúng ta khi nhìn thấy một vật thường cho rằng đẹp, còn người khác lại cảm thấy xấu xí? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, việc một người cảm thấy một vật hay một con người đẹp hoặc xấu với những quan điểm khác nhau không phải là do sự tác động của bộ não, mà do bị chi phối bởi những trải nghiệm cá nhân của mỗi chúng ta trong thời gian từ khi sinh ra đời tới lúc trưởng thành. Và đối với một bộ trang phục cũng như vậy, con mắt thẩm mỹ và cái nhìn của mọi người là hoàn toàn khác nhau. Có thể đối với bạn là đẹp, nhưng đối với người khác lại là xấu. Vì thế cho nên, khi bạn mặc một bộ trang phục ra ngoài đường, nếu bị người khác chê bai, nói rằng nó quá rộng, quá chật, nó không phù hợp với bạn, thì bạn cũng không có gì phải lấy làm xấu hổ. Miễn là bộ đồ đó phù hợp với hoàn cảnh và không quá hở hang, phản cảm, còn lại bạn không cần phải quá quan tâm đến những lời nhận xét của người khác. Miễn bạn thích là được. 3. Nhà. Nhà đủ ở là được. Chúng ta thường không hài lòng với những gì mình đang có. Ai cũng muốn có nhiều hơn, đạt được những vị trí của cải mà nhiều người không có được. Chúng ta bận chứng tỏ bản thân, bận mặc cả với cuộc đời và bận đánh đổi tuổi thanh xuân để chạy theo vật chất, lợi danh. Để rồi khi quay lưng nhìn lại, mọi thứ đã không còn nguyên vẹn ở vị trí ban đầu. Vì vậy, đừng mơ mộng quá nhiều. Hãy biết đủ để bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn. Người xưa có câu, sống đến già, học đến già. Thực tế, nhiều người hiện nay đang sống đến già và kiếm tiền đến già. Họ bận rộn cả đời để kiếm tiền và chưa bao giờ thỏa mãn với số tiền mà họ kiếm được. Nhưng nếu bận rộn quá, thì chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ về thể xác và cả tinh thần. Ngay cả đến cuối cuộc đời, làm việc gì cũng nên có chừng mực nhất định. Đừng để bản thân quá mệt mỏi để cuộc sống trôi qua một cách vô nghĩa. Cuộc sống có lúc cần chạy nhanh, nhưng cũng có lúc cần chậm lại. Có lúc thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng có lúc gặp phải chông gai. Không phải lúc nào cũng có thể tiến về phía trước. Đôi lúc chúng ta nên dừng lại hoặc lùi lại một bước để bản thân có thể thư thái và nghỉ ngơi. Mạng sống hay tiền bạc, tài sản hay cuộc đời, theo đuổi danh vọng quá mức sẽ khiến bạn phải trả giá nhiều hơn. Có sức khỏe mới có tất cả. Không có gì quan trọng hơn sức khỏe. Nếu chúng ta
chỉ chăm chăm kiếm tiền với hy vọng tận hưởng chúng trong tương lai, thì thứ chờ đợi bạn sau này chưa chắc đã là hạnh phúc. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người đánh đổi sức khỏe lấy tiền bạc mà không dành thời gian cho bản thân. Điều này thực sự không đáng giá. Tiền bạc chỉ là công cụ để chúng ta sống tốt hơn. Con người không phải cỗ máy để kiếm tiền. Hãy dành thời gian cho bản thân để thư giãn và thảnh thơi. Khi còn có thời gian, hãy đảm bảo chúng ta tự do về cả thể chất, tâm hồn để có thể thấy được bản chất của cuộc sống và tận hưởng niềm vui mà cuộc sống đem lại. 4. Đi thong thả, thoải mái. Một triết gia từng nói, tâm thái của bạn quyết định đến cuộc đời của bạn. Một tâm thái tốt có thể khiến bạn lạc quan, thông thuận. Một tâm thái tốt có thể giúp bạn đối mặt với gian khổ và vượt qua được khó khăn. Vì vậy, học cách kiểm soát tâm thái của mình là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, khốn đốn, chúng ta thường dễ mất tự tin và suy sụp tinh thần. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được tâm thái của bản thân. Dù không thể nào thay đổi được người khác, nhưng lại có thể thay đổi được chính mình. Kỳ thực, giữa con người với nhau không có sự khác biệt quá lớn. Cái tạo ra sự khác biệt chính là tâm thái. Vì thế, một người có thành công hay không chủ yếu là quyết định ở tâm thái của họ. Có người nói, vui vẻ là hoa của mùa xuân, bóng cây râm mát của mùa hạ, quả dại của mùa thu, tuyết trắng tung bay đầy trời của mùa đông. Kỳ thực, vui vẻ chính là những điều bên cạnh bạn, là một nụ cười thấu hiểu, là một lần nắm tay chân thành, là một lần trò chuyện cảm mến. Vui vẻ, đơn giản chỉ là vậy mà thôi. Cuộc sống không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có thành công, cũng có thất bại, có vui vẻ, cũng có lo âu. Nếu chúng ta quá coi trọng những được thua của cuộc đời, thì chúng ta sẽ chẳng có lúc nào thản nhiên, mãi mãi chẳng thể nào tươi cười được. Chúng ta nên theo đuổi những mục tiêu trong cuộc sống của mình. Khi chưa có được nó, thì cũng đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc hàng ngày của chúng ta. Hãy cứ ung dung, bước đi thong thả, thoải mái, dù cuộc đời này còn nhiều điều chưa được như ý nguyện của ta. 5. Nói ít lời, đỡ sai. Mọi người đều muốn học được cách nói chuyện, tự bồi dưỡng tài ăn nói bằng nhiều cách khác nhau, với hy vọng có thể giao tiếp thành công. Thế nhưng, chúng ta lại quên mất một điều quan trọng, đó chính là sự lắng nghe. Trên thực tế, lắng nghe chính là cách giao tiếp hiệu quả nhất, là điều không thể thiếu khi trò chuyện với người khác. Một chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao tiếp đã có ý kiến, điểm mấu chốt của giao tiếp không nằm ở chỗ nói nhiều hay nói ít, mà là học được cách nói ít, nghe nhiều, nói ít. Là một người biết lắng nghe, sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận ý kiến và suy nghĩ của người khác, đó mới thực sự là điều quan trọng. Lắng nghe là bước đầu tiên để đạt được thành công. Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill đã từng nói, đứng lên nói cần dũng khí, ngồi xuống và lắng nghe cũng cần có dũng khí. Nghe nhiều hơn đi kèm với việc nói ít hơn. Trong cuộc sống, không ít kẻ bẻm mép, thường ăn nói bào hòa khoác lác, không ngừng chỉ trỏ, đánh giá, phê bình người khác. Chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học sự im lặng. Thế mới biết, học nói ít khó khăn đến nhường nào. Khi chưa hiểu rõ một vấn đề, nội dung lời nói còn chưa xác đáng, việc nói ít hơn thể hiện sự thận trọng của người nói, đồng thời tránh xuyên tạc vấn đề, làm tổn thương người khác. Chúng ta học cách ít nói cũng là để tránh phê phán, nghi kỵ, hơn thua, không nhỡ miệng nói ra những điều giả dối và sáo rỗng, không gieo rắc và chịu những tiếng xấu ở trong đời. Nghe nhiều hơn nói là biểu hiện của một con người chín chắn, tinh tế. Đó là khi ta biết làm chủ bản thân, biết lúc nào nên nghe, lúc nào nên nói. Nghe nhiều hơn nói cũng thể hiện đức tính khiêm nhường, giảm bớt cái tôi để học được điều hay, lẽ phải. 6. Làm tốt việc bản thân. Trước khi phán xét một ai đó, thi thoảng bạn sẽ cảm thấy
không thể yêu thương nổi hành vi và suy nghĩ của một đồng nghiệp hay của một người bạn nào đó. Nhưng thực sự, bạn có cần phải phán xét và tìm cách thay đổi cách suy nghĩ của người đó hay không? Hay chính bạn cần nhìn lại cách đánh giá của bản thân? Đừng vội vàng chỉ trích hoặc phán xét người khác khi bạn không phải là họ, bởi vì mỗi người đều có câu chuyện và hoàn cảnh sống khác nhau. Hãy dùng yêu thương để bao dung tất cả. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác để soi xét vấn đề. Mỗi người sống đều có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, và người khác sẽ không thể nào hiểu được tường tận. Vậy nên đừng vội vàng chỉ trích, phán xét người khác. Cuộc sống của người khác phát sinh việc gì, họ đang trải qua khó khăn và trắc trở gì, đứng tại lập trường của mình, chúng ta cũng không thể nào biết được. Những điều chúng ta nhìn thấy chỉ là bề ngoài mà thôi. Chúng ta có từng trải qua khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác. Chúng ta từng trải qua con đường đời gập ghềnh nhấp nhô mới hiểu được người khác cũng từng trải qua như vậy. Một người thực sự hiểu được tu dưỡng bản thân sẽ hiểu được lời nói có lợi, có hại, hiểu được không nên nhìn nhận vấn đề từ một phía. Như vậy thì giữa con người với con người, việc làm tổn thương nhau sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Có câu, hạnh phúc không phải được quyết định bởi tài phú, quyền lợi và dung mạo, mà được quyết định bởi mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh. Nghe và suy ngẫm, xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống, giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại.